À, trường này thì nó có cái kiểu quy củ như kiểu là quân đội ấy, là bắt sinh viên về sáng dậy thể dục. Chào các bạn, mình hôm nay vừa đến tham dự cái ngày hội văn hóa Việt Nam tại trường Minh Trí. Và mình vừa lấy được vài cái nón về cái ngày hội đó. Và sau đây mình sẽ nhân tiện sẽ review cho các bạn về cái trường này. Bắt đầu từ chính cái tòa nhà mà nơi tổ chức sự kiện, đó là tòa nhà Innovation. Bắt đầu nhé. Nằm ngay cạnh một quả núi, mình chả biết nó gọi là núi gì nữa. Đó, nhưng mà nói chung là tại vì campus ở trên núi nên là đi xe đạp ở trong campus rất là mệt. Vừa nãy mình đi xe đạp vào campus nên là bảo vệ còn không cho vào, thì bảo là không đạp xe được, lên cao quá, chỉ có đi bộ thôi. Tại vì cái tòa nhà này gần như là tách biệt với cả cái campus chính, như là nó có chung cổng nữa. Đây hẳn là photo film studio. Không hiểu nào, bọn mình chỉ rất tình cờ đi lạc, đi kiểu lượn lượn linh quinh, lên tầng 8 của cái tòa nhà Innovation Building này thì phát hiện là họ có một cái khu, nhiều khu studio ấy, dành cho cái sinh viên ngành communication, ngành nhiều truyền thông, họ có thể đến quay này, có các cái chương trình. Đó. Thực ra ở Đài Loan ấy, thì theo như thầy giáo ở đây nói thì không có nhiều trường có một cái studio to như này đâu. Và tất cả những các bạn sinh viên trường Minh Trí, tất cả khoa khác chỉ cần nếu cần sử dụng thì đều có thể book cái phòng này trước. Khá là gato với họ tại vì nhiều khi muốn quay. Hôm nay thì như một buổi ra mắt của một cái tiểu thuyết gì đấy rất là nổi tiếng, nên là họ đang chuẩn bị setup thiết bị. Họ rất là nhiệt tình khi mình vào, mình chém gió là mình là sinh viên của trường, nghĩa là họ cho vào mình vào quay này để giới thiệu một cái studio này. Mọi người có thể hào lợi, chúng ta cùng chúc. Tôi bảo mình là sinh viên quốc tế của trường này mà. Mùa này không mỹ thuật này, mỹ thuật này, giới cao cao này. Mình quay mùa này người ta trả lời cái kết rồi này. Đây, cái tượng này thôi mà. Mùa này là khu mỹ thuật. Painting room. Đó, lại có một khu có thể check in này. Dạ, rồi. Đây là khu mỹ thuật. Ở đây view cũng khá là hay. Mỗi buổi sáng chúng ta mang một gói sơ gấp lên trên lớp. Thật ra một cái view như thế này để ăn thì các đây, bạn đây là những cái cốc nhựa mà cốc uống nước dùng một lần đi các bạn. Đó, họ làm được thành những cái chùm như đèn này. Đây nhiều khu kiểu về nghệ thuật, về mỹ thuật, này, về truyền thông nên là khá là sáng tạo. Tường họ cho sinh viên vẽ luôn, ồ, cầu thang luôn. Không biết rằng sinh viên mất dạy nào nó dán miếng cao su lên đầu. Sinh viên này mất dạy đó các bạn. Các
các bạn ạ, tình cờ đi lên tầng thượng của cái tòa nhà này, không ai dẫn bọn mình cả, nhưng mà mình phát hiện được một điều rất là phê ạ. Khu này là một khu gravity rất là chất của sinh viên. Lại còn có cả đá bóng ở trên tầng thượng nữa. Mà kiểu mai hút luôn đấy. Mình quá là gato cái sinh viên của trường này luôn. Các bạn nào có thể đến trường Minh Trí ấy, học có thể tham gia cái team này. Thế trên này bọn nó chơi rất là chơi không? Biết chơi, biết nhảy, biết đá bóng. Tiếc là khi lúc mà trẻ mà lúc học đại học ấy, cảm giác không có cái môi trường mà không gian nhiều chơi và nghịch như này. Mình tiếc là mình không đăng ký vào trường này. Thực ra không đăng ký vào trường này cũng không tiếc lắm, tại vì trường mình cũng tốt mà, trường mình trường tốt mà. Nhưng mà để mà gato trường này là nhóm sinh viên ở đây nó có không gian chơi và thể hiện bản thân thực sự rất là chất. Không phải trường nào ở Đài Loan có những cái không gian như này các bạn. Trên kia như là còn có thể đi lên cao nữa kìa. Khi mà các bạn vừa mới đến vào cổng trường phát thì các bạn này có thể thấy được cái nơi này như kiểu là người ta giới thiệu về lịch sử của trường ấy. Gia đình mà lập ra cái trường này là bắt đầu từ làm việc nghề làm gạo. Vào đây cái là nhìn thấy cái kiểu làm gạo luôn này. Mà thực ra đây là sỏi chứ không phải gạo đâu các bạn ạ. Nhưng mà người ta chỉ là mô phỏng thôi ấy. Bao tải này ướt bẩn hết rồi này. Đó. Còn phía bên kia mình cũng vừa nói là tòa nhà tổng hợp. Đúng là nó là tổng hợp hơn tại vì nó có cả ký túc xá này. Nó có cả cái gì đó? Phía dưới là phòng học và phòng lab. Phía dưới là còn có phòng học, phòng lab này. Hết rồi. Đây ký túc xá nữ. Ở trên này thì có ký túc xá nữ. Trên này có cả bàn cà phê các thứ nữa. Còn nhạc hip hop. Phía kia. Ngay phía bên trái là có cả nhạc hip hop luôn. Kia là nước bị ngập hay là cái hồ vậy? Các bạn ạ, cái khu này thực ra nó là bị ngập. Nhưng mà khi mình vừa đứng đằng kia mình cứ tưởng ở đây người ta thiết kế một cái hồ. Nên là trường này rất là ảo diệu. Có những góc bị ngập mà thiết kế lại nhìn như một cái hồ. Các bạn đến vào những ngày mưa rồi có thể trải nghiệm cái khu này. Chụp ảnh cũng khá là ảo đúng không? Nhà các bạn chụp với hồ nhân tạo của trường Minh Trí nhá. Chỉ cần đi từ cổng trường vào rẽ phải một chút là đây là một tòa nhà thư viện. Bây giờ mình thử đi vào thư viện xem một tí xem là thư viện này nó như thế nào. Thì thường đánh giá một trường đại học ấy, cái thư viện là cũng có thể đánh giá được phần nào đấy. Đúng không? Sinh viên mà chăm học ở đây chứng tỏ là sinh viên trường này tốt. Còn không có ai học thì chứng tỏ không ai thèm vào thư viện là trường này bình thường. Chưa dám nói là kém. Các bạn ạ, thư viện đã đóng cửa rồi. Theo mình đánh giá thì một trường mà thứ bảy, thực ra hôm nay thứ bảy họ chỉ mở đến 4 giờ thôi, nhưng mà chủ nhật có mở không? Chủ nhật cũng không mở đấy. Chứng tỏ sinh viên trường này không chăm học à? Còn mình không đánh giá là trường tốt hay trường không tốt, nhưng mà chỉ biết là hôm nay mình không được vào và sinh viên trường này lười học. Có một cô giáo sinh tự học. Các trường lớn thì họ đây là khu tầng 3, khu này là khu tự học cho sinh viên của trường. Mặc dù là ở trên là thư viện, không được mượn sách, nhưng mà các bạn nếu cần học thì vẫn có thể đến khu tự học đấy.
vừa từ thư viện ra. Đánh giá chung của mình về cái thư viện này thì so với rất nhiều trường mình đi qua thì thư viện ở đây không phải đẹp lắm. Đấy là đánh giá rất là khách quan. Và thư viện cảm giác nó hơi bị chật. Hơi bị chật đúng không? Bé quá, các hành lang đi lại nó bé. Thư viện này thì không thể hiện đại lắm. Em được biết là vài năm trước khi mà mới có sinh viên quốc tế thì sinh viên nữ và nam ở cùng một dorm. Hay đấy chứ cái này. Trong cùng một tòa nhà và trong và ký túc xá ở đây rất là hiện đại. Nó như một cái căn chung cư mini, xong mà bên trong có chia từng phòng nhỏ. Như ở một block có 4 phòng nhỏ. Đây là tòa nhà gì đấy? Tòa nhà này là tòa điện. Và cũng vì nam và nữ ở chung một tòa nhà như vậy nên là đã có một cặp đôi. Hình như là thủ đô quốc tế người Mông Cổ thì bạn đã có sự cố. Nên là từ khi đó là bọn em là bị tách ra thành hai tòa riêng biệt rồi. Và các bạn ạ, ăn chơi có chừng mực. Tại vì là ngày xưa trường này là nam nữ ở chung dorm thì đã có một sự cố gì đó nên là bây giờ các bạn nam nữ bị tách ra. Mình rất lấy làm tiếc về cái sự việc này. Tại vì mình cũng thích ở chung dorm với các bạn nữ. Và ký túc xá ở đây rất là hiện đại. Em chưa từng thấy ký túc xá nào ở Đài Loan là có phòng đơn và phòng đôi. Ở đôi thôi. Đây là khu nhà vườn và do một số giáo sư và có dự án với cả nghiên cứu để đều làm ở đây. Có giáo sư còn chăn vịt với cả chăn trồng vịt rau ở đây. Bên này giáo sư trồng rau rất là nhiều các bạn ạ. Không biết là các bạn giáo sư có trồng rau một nốt hay hai nốt không, nhưng mà mình chỉ biết là giờ đây là người ta cũng có nông nghiệp. Và đằng kia là có một quán cà phê sắp tới sẽ mở. Mình có thể gọi đấy là quán cà phê nhà vườn nhỉ, tại vì xung quanh toàn cây mà. Tại vì mình từng đến trường này trước kia thì chả có một cái quán xá gì ở đây cả. Nên là sinh viên ở đây bây giờ rất là mừng tại vì có một quán cà phê sắp mở. Mà quán cà phê lại rất gần ký túc xá của sinh viên quốc tế. Nên là khả năng mình sẽ nghi ở quán cà phê này sau này sẽ lại một phát sinh sự cố của sinh viên quốc tế. Tức là sinh viên quốc tế và sinh viên Đài Loan là ở cách khác nhau đúng không? Không ở cùng nhau đúng không? Thế là giờ, nếu mà cho sinh viên quốc tế mà được ở với sinh viên Đài Loan thì cái khả năng ngôn ngữ tự nhiên là nó sẽ được cho rồi. Thôi tự phải tìm đến nhau thôi bây giờ. Đúng không? Tại sao? Tại vì sinh viên nam, sinh viên nữ tìm đến nhau có một cái điều tốt đẹp như vậy thì lại cấm, không được. Đúng. Quan điểm cá nhân của mình là mình không thấy nó hợp lý cho lắm. Cái đấy là phải động viên. Đấy. Đây kia là tòa nhà cơ khí đây đúng không? Phía sau mình đây là cái tòa nhà cơ khí Chi xia công chứng quản. Đó. Thì trường này có cả cơ khí này. Và có cái tòa nhà Innovation đấy là vừa nãy là có cái khoa truyền thông design, ấy. Có design. Cái một cái studio rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Đấy, vào chưa? Chưa vào nhưng mà em mới đi qua thôi. Từ nay mình được vào rồi này. Vào đấy thậm chí sau này mình có dự án mình thuê mượn phòng đấy được đấy. Và ở tầng 1 của tòa đấy cũng có một số công ty startup về design, về các kiểu, về truyền thông. Có những công ty ở đặt văn phòng ở đấy luôn. Nice. Trường này thì có những ngành thế mạnh là ngành gì đấy? Thế mạnh thì em nghĩ kỹ thuật đúng không? Em nghĩ là kỹ thuật tại vì ở đây là trường kỹ thuật. Thì MBA ở trường này cũng không phải mạnh. MBA thì cũng khá tương đối. Nhưng mà khi các bạn vào học MBA thì các bạn có thể có rất là nhiều cơ hội được đi trao đổi nước ngoài. Tại vì có rất là nhiều workshop tổ chức ở nước ngoài các bạn có thể tham gia. Tại vì thực ra trường này đằng sau của trường này vẫn là cái tập đoàn Formosa đúng không? Thì cái tập đoàn này nó rất là lớn. Cái tập đoàn mà làm gây ô nhiễm ở Việt Nam ấy, chính cái tập đoàn này đó. Nhưng mà phải thừa nhận nó rất nhiều tiền. Nên là khi các bạn sang trường này học, nó có rất nhiều cái dự án liên quan đến tập đoàn ấy. Họ hỗ trợ rất là nhiều, họ cũng có một cái lợi riêng. Có thể có nhiều bạn có cơ hội là có thể làm việc ở Formosa sau khi tốt nghiệp. Có đấy, cái đấy cũng có thể là một cái cơ hội mà cũng có cái đấy gọi là thử thách. Không phải ai cũng thích làm ở Formosa, nhưng mà có một cái lợi là trường này có thể được đi Mỹ. Học bổng đi Mỹ này các trường Đài Loan cũng không phải nhiều đâu. Kể cả những trường top ấy, để có cơ hội được đi Mỹ mà được tài trợ toàn bộ đâu phải dễ đâu. Cũng không hẳn là tài trợ toàn bộ nhưng là được tài trợ một phần. Một phần à? Đi workshop nữa. Workshop thì nhiều. Đằng sau mình đây là ký túc xá nam và nữ của cái trường này. Thì hiện tại bây giờ mình đang chờ cái bạn hội trưởng bạn đi cất đồ đã. Sau đó các bạn sẽ quay xuống và cùng mình đi review các phần còn lại của trường này. Thực ra trường này không lớn đâu, đi một tí là hết thôi. Nhưng mà còn một cái building rất là xa đằng kia trên núi. Nhưng đó là khu dorm nam. Chắc là dorm nam thì thôi nhỉ. Cũng là trường nơi ký túc thôi mà.
Vào ngày hội Sport Day thì sinh viên, hội sinh viên Việt Nam tại trường thì đợt vừa rồi tháng 4, 23 tháng 4 là bọn em cũng làm một gian hàng và bán đồ ăn Việt Nam. Thế là những cái nước phát triển đấy, họ rất chú trọng về thể dục thể thao. Đó thì Sport Day một ngày thậm chí là còn ít ý. Rất nhiều trường nó còn nhiều ngày Sport Day luôn, hoạt động thể thao liên tục. Đấy, họ rất khuyến khích là con người phát triển toàn diện. Mình thấy rất đáng tiếc là ngày xưa mình học ở Hà Nội thì thậm chí đến chỗ chơi thể thao còn không có. Muốn vào trường đá bóng thì tranh thế nào được sân với các thầy. Mà trong sân có một hai sân bóng chuyền. Trường học trường nào? Trước anh học giao thông vận tải ấy. Giao thông vận tải đâu có thể điều kiện cơ sở vật chất gì đâu. Mà bên Đài Loan ấy thì gần như tất cả các trường đều có phòng gym này, có sân tennis, cầu lông này, bóng bàn này, bóng rổ này. Nhất là bóng rổ là rất mạnh luôn. Còn bóng đá nữa chứ. Bóng đá, em theo em thấy bóng đá không được phát triển ở Đài Loan. Nhưng mà vẫn kiểu gì sẽ có sân điền kinh bóng đá. Đúng rồi. Đấy, nó rất là đủ. Nó có tiêu chuẩn, nó là một cái standard chung của các trường đại học. Nếu mà không có đủ những cái đấy thôi là trường đã sẽ rất hạng rất là thảm rồi. Nên là họ rất là sẵn sàng bỏ tiền ra làm những cái đấy cho sinh viên. Và khi các bạn học ở trường MCUT, nếu mà bạn nào cực kỳ ưa thích hiking thì đây là một trường dành cho bạn. Yeah. Tại vì các bạn có thể đi học hàng ngày. Đi học hàng ngày là hiking luôn. Hàng ngày đi học. Các bạn có thể hiking. Đi đường kia. Đây chúng ta sẽ chuyển sang một chút gọi là hiking. Đi quay phim hiking. Và theo đi, nếu mà đi vòng tròn đấy thì cũng ra một cái bến MRT nhưng mà rất xa. Từ trong trường có thể đi ra một cái bến MRT khác nhưng mà nói chung là rất, xa. Rất là xa. Thực ra trường này giao thông cũng không phải quá thuận tiện. Đúng. Trường này cách bến MRT cũng phải 1 cây. Nhưng mà đều có xe buýt. Đều có xe buýt. Bể bơi đều ở trên núi này hết. Cái tòa nhà mà các bạn đang nhìn thấy là tòa nhà cơ điện. Và bây giờ thì thực ra trường cũng khá là nhỏ thôi. Thì bây giờ là mình đang trên đường ra cổng. Ngay phía sau mình là thẳng ra cổng chính. Cái trường này thì nói chung là vẫn mạnh về kỹ thuật thôi. Tại vì trường về kỹ thuật mà có mạnh về cơ khí này, ngành về điện này, nó và về khoa học vật liệu à? Về khoa học máy tính của mình không? Khoa học máy tính thì gần này còn không có cơ. Đó thì các bạn học kỹ thuật cũng có thể cân nhắc trường này. Và học bổng trường này rất là cao, các bạn có thể có cơ hội là được 100% học phí và được ở ký túc xá miễn phí. Ký túc xá rất xịn. Các bạn lưu ý nhá, học bổng cao này, ký túc xá cũng được miễn phí và là còn ký túc xá là còn học lại xịn luôn. Ok các bạn, tại vì trước ra trường này mình phát hiện một vài những cái điểm mà thực sự là rất là thú vị và mình muốn quay lại lần hai. Lần thứ hai mình sẽ đến review kỹ hơn cho các bạn. Và các bạn nếu muốn biết kỹ hơn về trường những điểm gì nhớ comment phía dưới. Mình sẽ lần tới mình sẽ làm một cái review kỹ hơn. Lần này tạm thời đến thế thôi. Bye bye.